Xin chào mọi người, hôm nay em giới thiệu mọi người một con máy cưa Maru Tamase ST310M. Quay một vòng, máy đang sử dụng một cây lam nhông bánh xe phần cắt khoảng 35cm, có tăng xích trên thành lam trước nghi linh. Không sử dụng được nha mọi người. Đây là công tắc của máy, lên là tắt, xuống là bật. Nó đúng với sang phụ. Trục giật trợ lực mọi người chỉ cần kéo thôi. Phía lắp bên trên là lắp chứa xăng, dưới là nhớt thải, nhớt nuôi 5 sen. Cần le máy. Sau đây tiếp tiếng nổ máy. Zalo số điện thoại 0974649773 để đặt hàng và mua hàng nha mọi người. Mọi người đã theo dõi video.